Đó, bị động nhưng mà điên đấy. Hả? Không có đang dừng ở đây, mà đang giúp nó kịp, kịp lên, hiểu không? Hello. Cái này động. Đúng rồi. Này động. Xin chào. Này động. Này động rồi nhưng mà nó đi cái kiểu kết thúc, mình kết thúc mở. Và là nó đi vô gác đi. Từ động này mình mốt mình chừa cái like. Chữa là chỗ thúc nào mở này. Cái chỗ này mình muốn màu từ sờ có dính cái màu luôn. Hello. Trong nước á. Chị gái miếng nè. Trời, bữa giờ tôi toàn live stream lúc ế nhẹ không à. Bữa nay mới được bữa đông nè bà con. Bữa giờ ế không chết luôn, sáng giờ mới bữa được có ngày đông. Giống như vậy luôn đi, để dè luôn. Nước á, dè luôn được. Dè luôn đi. Dè luôn, để che. Che bằng bụng này, chỗ là mới dễ vô. Chỗ cái bông đây là lấy ra. Chào chị Uyên. Trời chị Uyên ơi, em nghe nói chị rủ cả đám tụi mình đi chụp hình phải không? Mà sao không thấy có cái lịch gì hết? Em hóng từ năm ngoái tới năm nay luôn. Chị Uyên này là bà chị tôi không làm trong nghề xăm nha bà con. Nhưng mà bả với ông chồng bả xăm kín người luôn. Bả đi đâu người ta cũng tưởng bả là thợ xăm không à. Ê, hình như là mọi người thấy tôi livestream của tôi hơi mờ đúng không? Cái này là hình dưới. Hello. Ông cao nằm lầu trên. Bữa nay đông khách lắm bà con. Đó là sáng giờ về mấy khách rồi đó. Chào tôi chút nha. Để tôi chia sẻ lên mấy cái trang của tôi để cho nhiều người vô nói chuyện chứ dạo này Facebook tương tác kém quá. Là vẫn thấy này thì nước đi đây bên chỗ đầu chiều lai á, hai căn nhà mà chiều lai anh Vinh hả, hiểu không? Anh Vinh thì đang vẽ cho khách để chuẩn bị xong. Mời anh đó, hiểu không? Không rõ ràng. Thầy vô cục rồi nha. Hello. Chị chờ em và Bo trả lời hả? Úi trời ơi, chị Bo đã hỏi em từ năm ngoái rồi. Em đã ok rồi mà, bất cứ lúc nào em bảo là ai chứ rủ em đi chụp hình là em mê luôn. Vậy mà tới năm nay luôn. Nó mờ thiệt hả? Chết cha rồi. Bây giờ làm sao để cho nó hết mờ? Từ từ để tôi coi wifi quay phiết tình hình nào. Cái này là đang... Thường là tụi tôi không có thiết kế ở trên giấy nhiều, tụi tôi chỉ thiết kế trên da luôn. Thấy họ đưa con cá đưa vô đây, được chưa? Một cái cánh bông, một cái cánh bông ở dưới. Không được chưa? Anh đang đúng rồi, đúng rồi. Đang làm cá chép với lại hoa cúc cho khách. Đó, này. Mở cơ sở Hà Nội hả? Có, từ từ bà con sẽ thấy xuất hiện bóng dáng VN Style ở Hà Nội. Từ từ nha. Đó. Một phần khung cá và hoa cúc đã được ken sẵn mà con, việc còn lại là vẽ thêm vô cho bức tranh nó đẹp hơn thôi. Đây, còn ngoài này là xăm chữ. À chị, em coi, đứng bình thường thả tay xuống em coi thử. Đứng. À, chị đứng bình thường thả tay bình thường. Thả tay bình thường luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Không có tạo kiểu, tạo dáng hết. Giống như mình đang đứng bình thường vậy đó. Thì nhìn vô coi cái hình xăm có đẹp hay không nữa. Tại vì mình hay ở tư thế mình bình thường nhất. Rồi. Nhưng mà chị muốn để như thế này đẹp phải không? Để ngang lên đẹp phải không? Hello. Mờ quá hả? Chà, mờ giờ sao? Mờ chắc để tôi phát bằng 3G nha, chờ tôi xíu. Là bên ngoài thì mình có nét, còn bên trong là mình không có, mình nó vẫn có cái thực tế thúc bề. Rồi, ok chưa? Hết mờ chưa? 3G tôi 300k một tháng á. Được không? Hả? Rồi, còn anh bạn này. Dẫn dẫn vô cúc, rồi từ đây lại đi nước xuống đây. Anh bạn này là bằng tuổi tôi nha bà con, cũng tuổi ngọ giống tôi á, mà anh ở Bến Tre, anh làm cái nghề bắt cá ở sông đi bán thôi, công việc thì cũng bấp bênh,
tùy theo mùa nước mùa cá như thế nào đó, nhưng mà ảnh đang đi xăm bít người. Ảnh suốt ngày bắt cá nên ảnh hơi đen, nhưng mà ảnh đang xăm bít người. Ảnh có 4 đứa con thì ảnh xăm hai chân và hai tay của ảnh là con giáp của 4 đứa con đó. Bằng tuổi tôi mà người ta 4 đứa con, mà bà con thấy khủng chưa? Mày nằm dưới. Anh em cho dài ra. Cái bông này đúng không? Bông này thì ngọn nước để dài ra. Còn ở dưới kia là có ông chị ở ngoài chợ Bà Chiểu á, mà bữa nay chị trốn chồng đi xăm nên là tôi không thể nào đi xuống dưới mà quay xăm được. Còn cái chị đang xăm đó là chị che sẹo phỏng. Đó, chị che sẹo phỏng. Chị bị phỏng acetone nó hết cả cánh tay luôn, chị đang làm dần dần đó. Còn cái cô bên này là đang xăm cái kim cương. Đang xăm mỗi kim cương rất là dễ thương, chút nữa cổ xong rồi lên cho bà con coi. Bên này đang chuẩn bị đồ. Học viên à? À đây, sẵn có mấy anh học viên ở đây đây. Đây là học viên khóa mới. Ai xỏ khuyên cho mày, cho mày á? Mà sao mày lại xỏ cái vị trí quái âm này nhỉ? À, mày thích khác người à? À, sao mày? Mày đứng lại, mày sao mà cứ thấy livestream mày trốn này? Hả? Cương. Nhưng mà chị mà chạy không đường. Mày đứng ra đây. Cương hôm nay nhiêu tuổi rồi? Giống gì nè? Nè. 17 tuổi rồi, sao mày cứ nghẹn ngào, ý là thẹn thùng ấy nhỉ? Đàn ông lên em. Đấy. Nè, đi một nét nhẹ vô chứ. Đây là khoa mới nha bà con, mới vô có mấy bữa thôi. Mà vô vô 1 tháng rồi mà mày xỏ banh sát này rồi à? Hả? Mới vô thằng này nhìn như sinh viên. Bây giờ nhìn nó ghê quá bà con. Mặt toàn kim loại không thế này. Ngoài học xong ra em làm gì? Pha chế à? Bartender. Ở đâu? Ở Thủ Đức à? Ấy. Còn kia ngoài học xong ra mà làm gì? Bán cà phê à? 17 tuổi đi bán cà phê. Được. Kiếm tiền đi học xăm á. Bữa hôm qua là xăm được con hổ rồi, tuổi dần. Đứa tuổi dần này là đứa thứ mấy? Đứa lớn hả? À. Còn đứa tuổi rắn là kế. Còn con rồng. À. Con khỉ hả? Còn con heo. Nhìn chụp giòn cái gì đâu. Là hai đứa sau. Giờ chụp con rồng là ai? Thợ thầy gì chứ. Xăm con rồng kìa. Này giấy bùa giấy phép luôn chẳng. À, khỉ đạp rồng hả? Ok. Đồ má, cái đứa tuổi khỉ đạp rồng luôn, căng không bà con? Rồi nguyên gia đình con ngựa, đúng không? Ngựa cha, ngựa mẹ đẻ ra ngựa con, đúng không? Đó, ổng tuổi ngựa, ba má ổng tuổi ngựa, ổng xong nguyên gia đình ngựa luôn. À, là anh An ở Bến Tre nha. Tới đây nói với em là cái gì đây? Trời ơi, khóa mới xinh quá. Trời. Còn nhiều đứa nó xinh hơn nhiều luôn. Để coi ở trên phòng học có. Bữa nay là cuối tuần cho nên lớp học được nghỉ bà con. Chỉ có những học sinh nào mà kiểu như thích đi học quá thì đi học thôi. À, đây là những em đang tiêu biểu. Còn thằng Cương đâu à? Lúc tao ra tao live stream này lại không thò mặt vào, xong bây giờ ra kia bật xem live stream. Bố thằng dừng. Xem em quay mặt nào ở đây trái không? Dòng chữ đó bao nhiêu hả? Bạn em hả? Chị của em. Rồi lấy, cứ xong đi rồi tí nữa bàn cái giá của chị em. Chị của mày tao lại chém như chém chuối không được. Em muốn xăm thêm giống chị hả? Ờ, qua đây, trời ơi. Đang thiết kế các kiểu xăm. Đây, lần đầu tiên ảnh xăm bà con nhìn cái body của ảnh rồi. Úi giời. Nhìn body toàn dao găm không cái này. Xăm vào gãy hết cả kim. Đây, cái lưng của ảnh trước khi xăm nha. Bà con bây giờ nhìn là không tưởng tượng được đâu.
nhưng mà mai mốt nhìn nó sẽ khác, nó sẽ đẹp. Cái bố cục nó vậy đó, cái này chỉ là bố cục thôi anh, còn mình chưa vô chi tiết mà, khi mà mình vô chi tiết thì nó lại còn đẹp hơn còn nữa. Còn không còn giấy chùa đáo phải dễ lại cái nét đó nó mới xăm được. Rồi đi, bỏ lại chi bây giờ nè. Vậy hả? Em không xuống dưới được tại có chị kia, chỉ sợ chồng thấy về quýnh chết. Né ra phải không? Ok, né luôn. Đấy. Đây. Chị ấy bị phỏng nè, chị bị phỏng chục năm rồi bà con, phỏng acetone á, những người làm đổ ra để làm nail đó. Thì cái vùng da này nó sần sùi rất là xấu. Cái này á, là hình của chị đã xăm hồi trước ở tiệm kia, nhưng mà người ta làm chưa có tốt lắm, thì bữa nay tụi tôi dặm lại cho nó ra cái hình. Đây là những cái phần hình cũ nè, qua đây là hình mới nè. Nhật này nó mới có kiểu đầu mới. Pet mới đấy. Ngồi xăm nhưng mà vẫn có một em ngồi vào lòng ấy kia. Da trắng thế. Có tóc đàng hoàng chứ không? Còn đây là anh Đạt đang làm hình một viên kim cương. Kim cương đỏ hơi bị kênh lại. Không phải có tiền là mua được đâu. Chỉ có đi xăm mới được. Da trái thôi. Hả? Ai à. À, em quay nãy giờ là quay hơi bị chóng mặt, phải né cái chị kia. Hai người kia lấy. Để mua mấy đồ nhỏ nhỏ chứ. Mai à, đây là nguyên một con rắn nha bà con. An giác mớ tiền đi xăm mẹ vợ nói gì không? Không nói gì hết hả? Chứ không càm ràm cũng có ủng hộ hay gì không? Alo. À. Đấy. Đúng rồi. Thằng ghẻ này nó đi xăm mình mà đi xăm tuổi cháu ngoại của bả, cho nên là chắc chắn là bả chịu rồi. Trời ơi. Đâu sao chửi được không cho tiền em đi nè. À này, chút nữa mấy vợ vô coi livestream để coi về bà có dắt chỗ trà bà được không, đang cầm cái loi cáo được không thôi, hợp lý không? À, còn phòng làm việc ở trên là pin đang làm à, bây giờ có chồng có vợ thôi. Quan trọng đâu là con gái người ta không? Đồ mê chuẩn bị. Ở trên này cũng đang có người làm nè bà con ấy. Đang nằm chỏng mông lên để xăm á. Toàn cảnh tiệm. Hello. Chào tình yêu của em. Tình yêu của em lần nào á? Tình yêu của em là Vinh. Ai? Thằng Vinh hả? Ai nói vậy? Lộn rồi đó nha. Rồi, info anh 17 tuổi hả? Cho em xin info anh pha chế. Đây con, đây để tôi quay cho bà con thằng học trò mới nữa, có gì xin info luôn nè. Đấy. Anh này là anh Bình Bán, đến từ Nghệ An. Đấy. Bính ngáo hả? Vô duyên quá, mẹ đang livestream đang giới thiệu nhân vật thiệt thiệt là ngon vậy, cái là ca vô ca làm bể hết là hình ảnh rồi. Đấy. Nghe nghe bà con, ngại ngùng á. Không ngại à? Không. Ừ đúng rồi, mặt mày hơi dày hơn mặt mấy anh kia nên là không ngại đâu.
Đúng rồi, nó nghiện sao phải ngại nhỉ. Em nào thích nghiện thì lên đây có thể liên hệ với anh Bí. Đúng rồi. Em nào thích nghiện thì lên đây anh đứng đây. Anh Bính là chuyên gia gây nghiện, chắc là ở ngoài Nghệ An cũng may là mày cũng không phải là dạng vừa đâu. Info anh 17 tuổi á. Cương ơi! 17 tuổi mở tên Cương nghe hùng dũng không? À, Facebook mày là Văn Cương nhỉ? Trời ơi! Bây giờ vô trong vô trong danh sách bạn bè của chị á, tìm Văn Cương. Úi à, là ra anh Cương ngay. 17 tuổi ơi, thẹn thùng lắm. Đừng có chọc nó nha, đừng lừa em tôi nha. Đừng ai lừa em tôi. Info anh tóc vàng à? Thằng đó tôi chưa kết bạn Facebook. Dạo này học học viên mới nhiều, nhiều khi nó vô cả mấy tháng rồi tôi mới kết bạn Facebook à. À, mấy bạn hỏi giá thì nhắn tin cho mình nha. Hello. Đây. Bữa nay đông khách quá. Bây giờ ai vào việc nấy rồi mới đỡ. Mấy chị mà hỏi về chia sẹo á thì xăm bây giờ người ta chia sẹo khá là tốt, kể cả là những cái đốm tàn nhang như thế này á thì mình cũng có thể xăm cái màu trắng hoặc là màu da, mình phủ rồi đi những lớp tàn nhang như thế này, mình không phải bắn. À, rồi những vết sẹo như là sẹo phỏng, sẹo mổ, sẹo lồi. Nói chung là xăm người ta sẽ có thể tạo hình ra để người ta đánh lạc hướng cho mấy bạn, để người khác không có nhìn thấy sẹo mà chỉ là thấy một cái hình xăm. Có gì thì ai mà có sẹo thì cứ ghé qua tiệm xăm bất cứ ở chỗ nào cũng được, người ta tư vấn cho. Úi giời, Anna đi đâu anh? Sao vậy? Sao? Như nào? Mình vừa không về, thì có phải là đâu cái sáng này cái toilet của nhà nó bị tắc mà mình mới đi có một lần sáng mình gọi điện mình bảo tắc nên bảo là cho thợ lên sửa thì nó cùng là ta thấy tắc, nó bảo nó không sửa được, nó về nó bảo chị là cái thằng nhân viên nó bảo là chị chuyển phòng, thế mình bảo nó chuyển phòng thì bây giờ không có phòng bên này cho chị về như thế, đó là bây giờ phòng những phòng kiểu như là hàng giá của chị là hết rồi, là chị có phòng tắc thôi bao nhiêu ấy chị bảo thì đấy là việc của em, còn em bị đúng không? Và tắc là một cái đang phải sửa. Xong cái thằng quản lý là nó nghe thấy ở trong của quản lý nó có cái camera đấy. Nó nghe nó gọi luôn cho cái thằng tiếp tân bảo bảo khách trả tiền, bảo khách đi đâu khác, kiếm khách sạn. Không, tôi không thích cho không, cái người đấy thuê cả gì là bây giờ mình không thổ. Xăm chỗ chứ nhân viên bên đó nó cũng quen mà. Nhưng mà từ hôm đến nó bảo không cho cái khách đấy thuê. Cái cô đấy thì bảo muốn lấy luôn vali và chuyển phòng và trả tiền luôn. Thế là chị đang rời khách sạn đi đâu? Thế chị để sang Trương Thịnh, chị sang hỏi thì nó có ngay cho chị. Trường Thịnh đâu đây, Trường Thịnh quá. Chị ở Trường Thịnh đấy. Hơi bị đẹp nhưng mà thấy đáng mình hỏi này nhé, đây không phải lỗi của chị. Khách sạn còn em cho đâu, chị đâu, đây, vừa bẩn mà lại vừa toilet thì tắc thì mình toilet tắc mà cũng cho khách thuê, bây giờ khách bảo toilet tắc thì em phải nhưng mà nó rồi em phải chuyển phòng khách cho chị, mà chị đã bảo chị thuê ở đây 10 ngày đến 2 tuần đấy, thì bây giờ nó lỗi không phải của chị. Nó còn cái thằng quản lý nó ngồi trên đấy nó gọi điện nó bảo không cho thuê thuê và cũng không cho sang khách sạn một điều thuê phòng khác, ba cái khách sạn đấy là phải cho cái cô đấy thuê. Tại vì hôm trước anh chị hỏi đấy, chị ra chị hỏi là chị xong nó cái thằng nhân viên ấy nó bảo là chị cứ quê ở đây lâu thì em sẽ hỏi quản lý, thì chị bảo câu chuyện ở trong tiệm xăm này nó cũng chỉ xoay quanh vấn đề xăm chỗ ấy bà con. Chị nhìn chị Anna của tôi xăm chỗ vào nhìn như giang hồ hôm nọ. Hôm nọ bà Anna bà đi taxi. Thì taxi lại không chở bả. Nhìn thấy bả như đầu gấu đầu mèo kia, bây giờ tới khách sạn lại đuổi bả ra. Tội nghiệp quá. Tụi tôi cũng chung số phận đó bà con. Tụi tôi cũng chung số phận. Đây là sếp tôi đang đánh vạy rắn. Hoàng Anh này đánh khá là nhanh. Nên đối với những cái khách mà
mà làm không có thời gian là làm nhanh lắm, một cánh tay làm chẳng bao mấy chốc mà xong. Đau không chị? Đau chỗ khúc ngoài thôi. À hả? Còn khúc trong là nguyên. Này bà con coi đi, tay này của chị cũng bị luôn nè. Thấy thương không? Mà sao mai mốt xăm đỡ. Xăm nhưng mà ở khúc này em sợ nè. Khúc này của chị em rất là sợ luôn nè. Da da mà nó nằm lớp 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 lớp, sợ mực bơm vô cái nó loang 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 á. Phải thử cái gì đó màu nhẹ thôi, màu nhạt thôi. Thử luôn. Còn mấy chỗ này da nó cứng rồi. Chùi thử đi Nhật. Chùi nước thử đi. Ra có bông nữa. Chị nghe. Nhìn đã ra được có bông. Màu trắng rồi. Xíu nữa thì còn một tông màu sáng nữa nên nó sẽ rực lên. Đấy. Đang làm kim cương long lanh nhá, tí nữa mới thấy long lanh. Gì lâu quá mới nghe tiếng của tôi hả? Trời ơi, ngày nào tôi cũng live stream mà tại sao không vô Facebook tôi để coi. À. Ừ thôi ông qua nhà tôi lại đi giải quyết cái chuyện hàng xóm. À đi sang bên khách sạn chơi. Bật live stream coi vui không ạ? À, ông đi qua bên khách sạn Hoàng Vũ rồi. Đây, coi live stream mẹ không? Vô đây. Tiệm chị có nhận thợ xăm không ạ? Thợ của tụi tôi toàn là học trò tụi tôi đào tạo lên thôi à bà con. Kìa Nghệ An chào kìa thằng Nghệ An ơi. Đâu. Chào anh em Nghệ An nha. Ca chào đi. Nào. Bình Ngáo à? Ca giới thiệu Bình Ngáo. Mà sư phụ qua kia là gì vậy? Ông sang bên đó ông hỏi coi tại sao quản lý bên đó đuổi chị Anna ra không cho chị thuê ở bất cứ khách sạn nào của cái chuỗi đó. Ở của coi. Ừ. Tự nhiên á. Toilet tắt thì thông cho người ta, đổi phòng cho người ta, cái đổi phòng xong rồi đuổi khách luôn. Tào lao. Đi đâu đi? Ai? Em bị chặn Facebook không vào được. Ai chặn ai? Tôi chả chặn ai hết. Tay cô kia bị phỏng bà con. Chị ơi, tại sao mấy đứa con gái khác không xăm? Họ lại nghĩ mấy đứa con gái xăm chỗ là hư hỏng. Ủa? Ai biết đâu? Tại vì người ta thấy người hư hay đi xăm mình. Mà tôi cũng đúng. Ở quê tôi đâu có xăm mình đâu mà tụi nó cũng hư tè lè, có ai đâu. Rồi bây giờ bà con coi ngoài xã hội đâu phải đứa nào không xăm thì cũng ngoan đâu bà con. Bà mẹ nó phạm toàn những cái tội mà tày đình tày trời không mà nó đâu có xăm mình đâu. Mấy đứa xăm nhiều ra đường tụi nó tém lắm bà con à. Ngày xưa tôi không xăm nhiều tôi không biết, giờ tôi xăm nhiều tôi biết rồi. Ra đường mà mình chỉ cần mình làm gì sai là nó sẽ kiếm mối với mình liền, nhiều khi nó bập mình luôn. Xăm mí mắt hả?
xong mấy mắt giống tôi hả? À, bà con qua like xong mấy mắt à, giống tôi chút nữa tôi xăm mấy mắt trong Nhật nè, có gì tôi đăng lên Facebook cho bà con coi nha. Hello, em cũng thích xăm lắm. À, thích thì gì? Hẹn chị vào ngày gần nhất nha. Ok, ngày gần nhất là ngày nào trời? Bính ngáo tên Facebook là gì hả? Chết cha rồi. Tên là Bính Bang. Bính Bang á. Mấy cái thằng đó vô Facebook tôi tìm trong danh sách bạn bè tôi là có hết mà. Facebook tôi bạn bè toàn là khách với lại học trò rồi nhiều rồi bà con. Rồi mình tới đâu à? Mình đang vô chi tiết. Anh ngồi cái ghế đi. Trời ơi anh đứng chút nữa chắc sụi cái chân khỏi xăm. Trời ơi mà cho anh ngồi đi. Còn ông này bữa qua ngồi mấy tiếng? Em bữa qua ngồi mấy tiếng? Từ lúc tiệm mở cửa tới lúc tiệm đóng cửa đúng không? Mà không đâu hả An? Đâu không? Đâu sao ngồi tỉnh queo à? So với những cái đau mà mình thường gặp thì cái xăm không là vấn đề đúng không? Cũng còn được đúng không? Anh nói đây để cho những ai mà đang thích xăm mà sợ đau không có động lực. Ví dụ như anh này, ảnh ngồi dễ dễ vậy thôi nhưng mà trong lòng đang rất là hồi hộp. Không biết là chút nữa là nó giả vô thì nó sẽ như thế nào đây. Nhưng mà làm gì làm cũng phải ráng lết qua cái khung nha. Xong tôi sinh năm nhiêu hả? Tôi sinh năm 90 rồi con. Tuổi ngựa. Năm nay 29 tuổi. Nhưng mà tính cả tuổi mậu vô là 30 rồi. Ai hỏi mình bao nhiêu tuổi mình cứ kêu 30 xong. Xong vừa nói câu 30 xong mình nghĩ lại sao ba số 30 nó to to. Vậy là mình coi như là đã hết tuổi trẻ rồi đó. Giờ sắp bước vào trung niên rồi. Hả? Ừ, em mới 30 thôi. Nhưng mà nghe số 30 nó cứ to to cái gì á thằng mình. 40 này. Anh 40 hả? 38 à. Hả? Nhâm Túc không? Nhìn cũng Nhâm Túc á. Ờ à, anh với con. Bạn đó là Quý Hợi. Quý Hợi 83. Em mới có 90 mà. Mà em cứ thấy như già già cũng gì. Ai hỏi mình kêu mình 18 tuổi nghe như gì đâu. Chỉ nghe được hả? 30 nghe được hả? Ừ đúng rồi. Sao vậy anh? Chửi cho một trận thôi. Sao chửi nhưng mà không phải chửi với cái thằng nhân viên. À. Mình chửi ở cái quầy đấy là như thế xong cái thằng quản lý nó cũng nghe xong rồi. Một lúc nó nghe nó lên tiếng không nào vậy. Ai xong nó lên tiếng nó nói là sáng này cái phòng đấy là nẻ ba là bị tắt mà không sửa nó không sửa được thì sửa cho người ta chuyển phòng. Bảo là không bảo cái cô đi chợ, bảo cái chị đi chặn tiền và đi ra khỏi khách sạn ngay lập tức. Mang vali ra. Rồi dùng từ là sai rồi đúng không? Ừ. Hả? Rồi sao? Rồi chồng qua chồng nói làm sao? Thì đứng ở đấy nói là giới thiệu như thế mà phải có uy tín và gần xử lý như thế nào chứ. Vô ra. Cái này là cái đường gió thôi còn kia ra ngoài. Thôi bớt nóng đi chị ơi. Coi như ở bên trường thật là tốt và bên đó tốt á. Cái gì thợ xăm chị đào tạo làm chỗ chị tháng có trả lương không? Không. Tiền đâu mà trả bà con? Tụi nó làm ăn theo sản phẩm thôi chứ tôi chả có lương hướng gì đâu mà trả bà con ạ. Nhưng mà cũng phải có tiền để cho tụi nó ăn chứ tự nhiên có ai làm không như ai gì bao giờ đâu mà sao lại hỏi câu đấy nhỉ? Cái gì?
hỏi là làm ở chỗ mình lương tháng có trả tiền không? Không trả tao làm. Xăm mình có quan niệm kiêng kỵ màu mình không hợp không chị? À thường là những người đi xăm thì người ta cũng hay để ý tới màu sắc, ví dụ như họ mặn gì đó thì họ không hợp với màu gì thì họ sẽ ít xăm màu đó lại, nhưng mà cũng có những người không quan tâm, không quan trọng thì người ta vẫn sống bình thường với người ta đâu gì đâu bà con. Vẽ không đẹp thì cũng học xăm được, từ từ sẽ vẽ đẹp. Sọ mí mắt dưới như Đức Lâm có giữ lâu không hả? Sọ ngang đây hả? Không giữ được, nó từ từ cũng rớt. Cho em coi cái sẹo. Dưới đó, con bên tay á. Không có xà bông rồi. Sao không có chém hả? Đây là cái sẹo. Cái sẹo mà khi mà nó nhức lên rồi nó không lành á, là mình tháo ra nó để lại hai cái chấm á. Dễ dễ cho mình. Đấy, bà con thấy nó có mí mắt bén không? Ai thích mí mắt giống vậy qua tôi nha. Gặp may gấp nhanh luôn. Đây sử dụng có mí mắt nè. Nè coi con gái tôi nè. Có chai dầu. Cái gì? Không, cái gì? Dầu cái gì? Dầu gà đi dưới này. Mí mắt hả? Dầu gà, gà đi dầu gà. Mí mắt hả? Dẻ. Ca muốn dẻ không? Ca thấy mí mắt chú Đức đẹp không? Chân chú đi chưa 10 năm chưa rửa chân. Vậy có bị mẹ la không á? Làm gì cũng sợ mẹ la thôi hả? Nấu gì thôi đi ra. Xong bằng cái gì vậy? Lành ơi, vẽ bằng lành cái bút. Xong bằng cái gì? Vẽ bằng cái bút. Lành ca, ơi. Ca có muốn vẽ hả? Chứ đi dẹp rồi. Ok, chút nữa mẹ vẽ giống cái mí mắt bố nha. Mí mắt bố cũng xong kìa, thấy không? Hả? Ok không? Ca vẽ không? Mẹ vẽ cho. Ok, chút vẽ luôn. À, đất đưa cho chị cái bút qua chị vẽ mí mắt. Cái gì luôn? Cái mẹ, đúng không đâu kìa. Đây. Bà con coi tôi vẽ vẽ mí mắt cho quý tử nhà tôi nè. Ăn kem xong chưa? Chưa. Ăn kem xong đây rồi mẹ vẽ. Ai mà muốn cái mí mắt như thế này thì ghé bên tôi nha. Bên tôi có nhận làm mấy cái này. Xin lại một xe. Nè. Đó, mắt của con gái tôi rất là nhỏ. Cái này là dễ chơi thôi nha. Bé mới có 9 tuổi thôi cho nên là không có xăm đâu. Nhưng mà bạn nào mắt nhỏ thì mình không muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mà mình muốn đôi mắt của mình đẹp hơn á thì cứ ghé bên tôi. Các bạn thôi. Thì cái phần này mình chưa cái phần này bên ngoài là được cái cắm không đây được. Ngưng. Nhưng mà từ bên trong mình chưa lại. Hai bé là con hay là cháu hả? Là con đó. Đúng không? Nhớ lâu. Tới đây là sáng. 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 Còn em gấu nữa. Tới đây là sáng. Tới ngoài. Bách ra hả? Nhưng bây giờ mà bạn bây giờ bách ra. Chị làm nghề này có sợ ảnh hưởng đến con cháu, con nhỏ không chị? Rồi, vô trong là sao? Nè, con nhỏ nè. Nè. Làm nghề này thì nó đâu có cái gì gọi là ảnh hưởng tới nít đâu bà con. Lâu lâu nó chỉ ra đây chơi thôi, còn hàng ngày thì nó không ở trong tiệm xăm. Nhưng mà tụi tôi vẫn để cho nó tiếp xúc với môi trường xăm chỗ để cho nó thấy được cái văn hóa xăm, những cái nét đẹp của xăm. Vậy thôi. Dễ thương không? Ờ, chị đi chơi. Đó, cá tính và Pepsi đúng không? nhìn giống thiếu nữ quá, mới 9 tuổi thôi à. Trời, con gái giống mẹ như hai giọt nước hả? Anh đúng. Mệt. Quay mẹ như hai giọt nước. Ăn lẹ đi trời để tôi vẽ cho nè. Ừ, cũng liên quan gì hết trơn. Tôi vẽ mắt đẹp giống bố nha. Giống giống như thế nói. 2 năm nữa về Việt Nam có được chị xăm không?
có nhớ xong không? Lúc đó mà bà con có về xong gọi điện cho tôi là chắc chắn là gặp thôi. Mấy mắt à, mấy mắt nhân đất là 800 một cặp, 800 một cặp bà con. Gì hai gò má giống tôi hả? Nói chứ hai đứa là con của anh Vinh à, mẹ là người khác, nhưng mà bà con khen kêu giống tôi khoái rồi đó. Đi ra đường á người ta không kêu ba mẹ con đâu, tại nhìn hai nhỏ mặt giống tôi quá mà đó, giống không? Ca ca xì đứng vô cho mẹ coi giống không hả? Giống á. Đưa cái nít ra đây làm gì ra đây? À, mẹ dễ ra ngồi lên làm người mẫu cho mẹ dễ nè. Ê mẹ mắt con gái mắt chàng cái nó dịu nhột nhột quá mày nghĩ không? Bây giờ ca chỉ cần nhắm hờ hờ mắt như vậy nè, nó nhột thì cũng kệ để vậy. Mẹ làm dạ bye chị, cảm ơn chị nha. Dạ. Con muốn thêm chữ qua nè, chị thêm chữ qua. Ok rồi con cứ nhắm hờ đi, con nhắm hờ đi. Đây con có đụng mình không, cái gì vậy không? Nhột thôi có ô, thôi mẹ chỉ ra đường mới hiểu chứ. Ừ, ngồi đi. Từ từ. Cái mắt con đường mà nhút nhút. Buồn cười quá nhờ. Ô, mẹ không có nhẹ cái đó không bị có chịu ấy. À, thấy không? Mắt bự hơn miếng nha. Chưa gì hết mà. Dễ thương hả? Dễ thương không? Hết nữa hả? Nữa hả? Chết cha rồi chưa? Chưa. Mẹ nói là con để yên cái mắt con đừng nhấp nháy chứ để nó méo nha. Ờ, con đừng nhấp nháy đâu. Rồi mới được cái đuôi thôi. Ờ, thấy thấy mắt này nó đẹp hơn mắt kia không? Đúng nó đẹp quá hả? Dạ không, em thuận tay phải đó bà con. Đây là tay phải. Sao? Bên kia nữa không? Nhưng mà con đừng có nhấp nháy nha, con phải chịu nhột một chút. Chị vui. Để cho mẹ làm. Đừng, nhắm hờ thôi, nhắm này nè. Nhắm mơ màng, liên liên thôi. Cây, nhắm si rồi ca. Thôi mẹ chơi con, chơi mẹ. Đúng rồi, nhắm đúng si vậy đó. À. Đúng rồi. Trời ơi. Vừa nhắm thì nhiều chuyện nữa chứ còn nhìn màn hình livestream nữa chứ mệt quá. Vơi cô, cây đi diễn đi mắt trên nó về. Đình mình xăm mí mắt luôn nha. À ông Vinh ổng xăm nè bà con. Đó. Xăm mí mắt á, thấy không? Xăm luôn chân mày đi, móc chân mày ra đẹp trai lại rồi. Sắp đẹp trai rồi. Khoái rồi, trời ơi. Nè, coi Pepsi nè. Pepsi nhắm hờ mắt lại con, lấy kính ra, lấy kính ra. À. Rồi, mở mắt rồi. Chị không nói đố ai biết mẹ kế bé gái giống chị quá trời. Đúng rồi, tôi mà không nói là cũng không ai nghĩ là mẹ kế hết trơn á. Dũng hả Sia? Dạ. Này là sô-cô-la. Còn tôi trắng hơn chút đường phèn. Đây. Đó, ca cũng đẹp trai hơn thấy không con? Nhìn con mắt con to hơn, dài hơn à.
Thôi bây giờ tôi tắt livestream chơi mấy đứa nhỏ chút nha bà con. Có gì bà con thắc mắc gì thì nhắn tin cho tôi hoặc gọi điện cho tôi để tôi comment số điện thoại và địa chỉ cho bà con. Xăm mí mắt hay là gì, xăm môi gì là cũng từ từ chờ tôi sắp mở cái mỹ viện cho bà con xăm rồi. Vậy nha, bye bye.